Chào bà. Dạ, bà có nhớ con không bà? Nhớ Hôm bữa cho bà có giận con không bà? buồn á, mình láng nóng Dạ. con mình nói ấy kia nọ Dạ. Bây giờ bà có tha lỗi cho con không bà? thôi, nó xin lỗi rồi thôi, không có buồn, không có chọc con vậy đó, xin lỗi kia nọ, mấy mấy chị em thôi bỏ qua hết đi, không có giận gì hết á. Dạ, con cảm ơn bà. Cái lúc mà con xin phép bà á. Có anh thép có chụp hình đó, Dạ, con xin phép, con từ đầu tới cuối là con đều xin phép bà trước, rồi đúng rồi. con nói là con ghi hình để có sẽ nhiều người giúp đỡ bà hơn đúng không bà? Dạ, với lại anh chị ở trên mạng cũng cũng cũng, cũng nói con nhiều, thì con cũng biết lỗi. Con từ từ hôm bữa đó tới giờ con đi tìm bà rất nhiều nhưng mà con tìm không ra. Hôm nay là con nhờ mấy anh chị của con tìm tìm được bà. Bây giờ bà coi con như là con chó trong nhà, bà có gì bà Đúng. dạy bảo con nha bà. Dạ rồi. Thôi con khóc nữa. Dạ, con cảm ơn bà. Bà ơi, cho con ôm bà một cái. Lắng lắng con cháu. Dạ. Con khóc nữa. Dạ, tại vì mấy bữa nay mọi người có con quá trời luôn không? Lắng con mình nữa chứ, hôm nay con nhiêu? Dạ, con 25. Làm con coi đứa con 22 tuổi, con lớn trai. Con mong tất cả anh chị ở trên mạng cũng như là tất cả anh chị báo đài tha thứ cho em vì vì cái sự bồng bột của em một phút bất cẩn. Em mong tất cả mọi người xin lỗi. Xin Em lỗi thành thật xin lỗi mọi người. Con cũng thành thật xin lỗi cô. Rồi. Thưa con về. À, Dạ. vậy hả? Dạ. Con.